Anh Trần Văn Thọ ở phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, sau khi có kết quả âm tính từ ngày 8 tháng 3, như thấy xuất hiện một vài triệu chứng đau đầu, ho khan, đau ngực, nên anh đã đến khám tại phòng khám tư vấn và điều trị hậu COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để được bác sĩ thăm khám, tư vấn, điều trị. Đến với phòng khám hậu COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì bác sĩ cũng rất là nhiệt tình hướng dẫn cách khắc phục rồi những cái bài tập hậu COVID, ví dụ như là về cái việc sáng dậy sớm để thở, về tập thở làm sao để cho nó lấy hơi để mình thở cho nó đỡ bị hụt hơi, rồi những cái hướng dẫn về cách ăn uống cũng như là thực phẩm để bổ sung cái dưỡng chất cho cơ thể để phục hồi sau COVID. Từ ngày 8 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu triển khai 2 phòng khám hậu COVID dành cho trẻ em và người lớn. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng phòng khám đã tiếp nhận khá đông những bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi khỏi có các di chứng. Khuyến cáo các gia đình là cũng nên quay trở lại với cơ sở y tế chúng tôi để chúng tôi khám phát hiện kịp thời xem là bệnh nhân sau hậu COVID thì có những cái biến chứng gì để kịp thời can thiệp, có những cái hướng dẫn cụ thể cho gia đình. Nếu như mà nhẹ thì chúng tôi sẽ kê đơn thuốc về, còn nặng thì chúng tôi sẽ có những hướng xử trí, có nhập viện để điều trị cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ, hội chứng hậu COVID-19 là triệu chứng tái phát, kéo dài hoặc xuất hiện các vấn đề sức khỏe mới sau khi khỏi bệnh. Hầu hết mọi người có thể khỏi bệnh hoàn toàn trong vài tuần kể từ khi các triệu chứng bắt đầu, nhưng một số người mắc các triệu chứng kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng sau đó. Những triệu chứng thường gặp là mệt mỏi, khó thở, đau đầu, đau tức ngực, tim đập nhanh, đau họng, sốt, đau cơ khớp, phát ban. Đối với lại tất cả các những trường hợp mà bệnh nhân đã mắc COVID thì cố gắng là theo dõi sát sức khỏe để phát hiện kịp thời những cái vấn đề gặp phải, và khi mà có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe thì hãy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để chúng tôi được chăm sóc và hướng dẫn để chúng ta sẽ có thể là có cái sức khỏe rất là tốt, và thứ hai là cũng không bị chịu hậu quả của những cái vấn đề sau khi COVID nó gây ra đối với cơ thể. Khi xuất hiện các triệu chứng hậu COVID-19, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn hậu COVID nhằm giúp người bệnh giảm bớt lo lắng và cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn.